Các bạn muốn mua hàng Lê Quân uy tín giá rẻ chất lượng truy cập ngay nick đại bày com. Ủa dạ nha, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bookgammon của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu ganh cũng như là leo hạng mà mình gặp được sắp tới nha. Đây Bookgammon, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh ganh thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Ok, hello, xin chào anh em nha, bà con bác đến với channel của mình là Bookgammon TV nha bà con ơi. Ok, thì cái video ngày hôm nay sẽ về top 5 cái vị tướng đỡ đòn mà trâu nhất cái mùa 20 này nha bà con ơi. Đấy, lại theo cầu của anh em bà con ơi, bà con cô bác có yêu cầu ý tưởng gì mới thì nhớ comment bình luận bên dưới nha. Đây, ngày hôm nay thì sẽ là 6 cái phù chú. Ok, tới giờ rồi bà con ơi, tới giờ bà con ơi, đây là cái máu sẽ quyết định tất cả nha. Đây, ở vị trí top 5 thì vị tướng đỡ đầu mà trâu nhất của chúng ta là Omega nha bà con ơi. Ok, đã coi cái sức mạnh của nó để chịu được bao nhiêu cái phát bắn từ cây dụ này đây bà con ơi. Và cô bé đây xem video nhớ cho tụi một like, một đăng ký kênh nha bà con à. Ok. Đây, để coi sức mạnh của nó như thế nào. Đứng đây, 6 cái phù chú trường sinh là tầm khoảng 20 cái máu hoặc là 21 cái máu đó bà con ơi. Nè, để coi cái sự giao bò của nó như thế nào mà đứng được vị trí này. Cùng mình đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, châu vải, 16, 17. 7, trời 17 phát bà con ơi. Mà nó trâu vải cả trưởng luôn bà con à. Nổi không cái chiêu cuối của nó là đỡ được đâu có khoảng 3-4 phát. Rồi bởi vậy nó đứng được vị trí top 5 với 17 hết nha. Đấy, như này là quá trâu hoành tráng lệ dành cho vị tướng này rồi. Không biết ai sẽ tiếp theo đây bà con ơi. Dạ, quá ok luôn anh trai Omega ơi. Ok. Trời ơi, Omega xuất hiện rồi thì phải có Malok xuất hiện ở cái vị trí đỡ đòn ở vị trí top 4 nè bà con ơi. Thì để coi cái độ trâu của cái vị tướng Malok của chúng ta sẽ trâu như thế nào mà để đứng được ở vị trí top 4 nè bà con à. 6 cái phù chú nữa nha. Đấy, mỗi cái phù chú là được 2000 máu nè. Ok. Để coi nó như thế nào ở cái vị trí top 4 này, chịu được mấy phát từ cái trụ này đây. Hãy chuẩn bị thưởng thức cái sức mạnh của Ma Dương Địa Ngục đây. Ma Lộc. Sức mạnh của Ma Dương Địa Ngục là không phải cản phá nổi đâu. Chiêu cuối thì được cái miễn nhiễm bất tử luôn, chiêu 2 thì được hút máu giáp nè. Mà lóc anh em biết vào đi top thì trời ơi trời, phải nói là siêu trâu khủng lồ luôn. Nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tẹt quá anh trai ơi. Đấy, phải trên cơ cái thằng Omega một nháy mới đúng chứ. Nội không cái chiêu 2 của cái vị tướng Malok của chúng ta là đỡ được 2 phát rồi đó, tại vì bất tử mà bà con. Trời ơi, vị trí top 4 của chúng ta là 18 nha. Đấy, hơn ở vị trí top 5 một nháy, mà một nháy không đủ làm nên tất cả các bạn đúng không bà con? Đấy, vị tướng Malok đứng vị trí này nha, không biết ai sẽ tiếp theo đây. Quá cho hoành tráng luôn anh trai ơi. Tiếp theo nằm ở vị trí top 3 chính giữa của chúng ta chính là Ibanez, một cái vị tướng phải nói là thần thụ của khu gần tiên anh em ơi, khu gần của Theonat. Theonat là nữ hoàng của khu gần đó. Đây, để coi cái sự châu bò của cái vị tướng Ibanez này như thế nào mà đứng được vị trí top 3 đây, chịu được mấy cái phát bắn của cái trụ nha. Cùng mình đếm nha bà con. Ok. Để coi nó mượt mà con gà như thế nào mà nó đứng được vị trí chính giữa này đây. Trời ơi, hoành tráng lắm. Nè, để coi nó trâu như thế nào. 6 cái phù chú trận sinh là 20 ca máu nè. Đấy, tùy vị tướng nè. Cái này là tùy vị tướng nha bà con. Nhầm vị tướng thì nó lên được 21, nhầm vị tướng nó 20. Nè, còn bây giờ đảo lên với cái chủ đề của Ibanez để coi nó mấy phát bắn từ trụ nha bà con ơi. Chiêu 1 trước, chiêu cuối đó tồn tại lâu hơn một xíu. Trời ơi, chiêu cuối là phải nói vừa hút máu mà vừa đạo giáp luôn. Đẩy đây đẩy, bây giờ chắc tầm 50 phát vậy đó bà con ơi. Trời ơi trời, quên đếm mẹ rồi, chết bà tôi rồi bà con ơi. Trời ơi, lo chú ý cái chiêu cuối nữa rồi, thấy bà luôn rồi bà con ơi. Tiêu. Trời ơi trời, mấy nháy anh em ơi, vì đứng ở BNX của chúng ta là một vị trí top 3 tôi đố anh em mấy nháy. Tôi quên đếm bà con ơi, nhưng tôi thấy là cái lời sự châu bò của nó là phù hợp ở vị trí top 3 này nha. Anh em có thể comment bình luận số phát bắn của nó bên dưới nha. Ok. Trời ơi, Ibanez hay đứng ở vị trí đó rồi, phải xuất hiện cái vị tướng ở vị trí áo quân top 2 của chúng ta là Agum. Để coi sức mạnh của Agum như thế nào mà đứng được ở vị trí này mà còn ai. Để coi Agum chịu được mấy phát nha. Ibanez thì tôi không biết bao nhiêu phát hết trơn á.
Thì để xem Magum của chúng ta sẽ chịu được bao nhiêu phát bắn từ cái chậu này đây. Ibanez bao nhiêu thì anh em nhớ cho mình và các bạn các cùng biết nha. Nè, như cái vị đứng Agum của chúng ta nè. Đã 21k máu lên thấy chưa? 21.000 máu không phải dừng giờ đâu, để coi nó chịu mấy phát bắn từ cái chậu ngoài này đây. Ok, cùng mình đếm nào mà con ơi. Agum là một vị tướng phải nói là có chiêu cuối là bây giờ là ba lượt cấm là nó vô tù hoài luôn rồi, nó không có ngày ra luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 quá hoành tráng luôn anh trai ơi. Ê cô gái ơi, là cô gái mà hoành tráng gì, đúng là 19 phát dành cho vị tướng Agum của chúng ta nha con ơi. Với cái chỉ số này thì đứng ở vị trí áo quân top 2 là dành cho cô nàng rồi đúng không? Quá trời ok luôn. Một cái vị tướng quá trời mạnh mẽ với sức mạnh của mình. Nhưng bù lại đứng ở vị trí top 1 của chúng ta là Wigo cầm xà beng với con ơi. Trời ơi, cái thằng cầm búa phải nói là con ghẻ của Ghana mà đã đứng được ở vị trí top 1 lộ diện như thế này. Mà sao mà đứng được vị trí này đây vậy? Đấy, cùng tôi đếm cái vị tướng này như thế nào mà nó đứng được vị trí này nha mọi con ơi. Nó với cái nội tại cũng như là cái giáp hồn mạnh gì đó. Nhưng cái giáp hồn mạnh thì không thể đánh lên được. Cái nội tại của nó thì có thể đánh nha. Thì để coi nó chịu được bao nhiêu phát đến từ cái trụ của này đây. Cùng mình đếm nha mọi con ơi. Quigo, một cái vị tướng phải nói là siêu bá siêu mạnh luôn mà không anh em nào đánh cho. Rồi. Rồi ơi, để coi cái top của nó như thế nào mà đứng được vị trí này mọi con ơi. Nè nè nè, chuẩn bị cầm búa và cầm ghiều bay vô như một vị thần cùng mình điểm nha. Ok bà con cô bé, đây xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký nha bà con ơi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 đấy. Rồi ở trời, ở quán quân top 1 là phải hoành tráng như thế này. Chỉ vàng 24 dành cho vị tướng Vigo của chúng ta đỡ được 24 hit từ cái trụ nha con ơi. Với sức mạnh như thế này thì không thể cản phá được sức mạnh của Vigo đứng ở vị trí này rồi. Đúng là top 5 cái vị tướng đỡ đòn mà siêu châu bò ở cái vị trí này mà con ơi. Ấy quá mạnh luôn. Và con cô bác có yêu cầu ý tưởng gì mới nữa thì nhớ comment bình luận bên dưới cho mình làm nha con ơi. Ok, cảm ơn đã xem video này của mình nha. Và con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này thật nhiều giúp mình nha mà con ơi. Ấy nhớ like mạnh nha. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những video kỳ sau nè. Toàn là những cái video mà nó trâu bò trâu chó thôi trời ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ với mình nha.